Oi, minasan, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Hai. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ giao lưu về điểm thi GPT kỳ tháng 7 nha. Ở hai đầu cầu Nhật và Việt thì các bạn đều đã biết điểm hết rồi đúng không? Mọi người thử flex số điểm của mình đạt được vào bên dưới comment cho chúng mình biết với nha. Trung tâm Dũng Modi cũng đã nhận được rất là nhiều các kết quả, man tiền cũng có luôn nha. Man tiền đọc nghe này, rồi là ngữ pháp này, và các kết quả khác cũng rất là cao của các bạn gửi về cho trung tâm. Các bạn mà đỗ rồi nhưng mà điểm hơi thấp thì là chắc là vẫn có điểm mình hơi yếu một tí, nên là từ đằng sau mình tập trung. Đúng rồi. Kỹ năng đỗ thì là rất tốt. Chính xác. Thông qua cái phần điểm số đấy, các bạn cũng sẽ biết là mình đang mạnh phần nào, mình yếu phần nào. Đúng rồi, cái đúng phần rồi. Nào mà mình gọi là hơi thấp một chút xíu so với các phần còn lại thì các bạn có thể đầu tư thời gian hơn, mình học về nó nhiều hơn, đúng không? Đào sâu hơn thì chắc chắn lần sau sẽ ok ạ. Chokai hơi thấp à? Nếu mà mình biết mình thấp rồi đúng không, là mình sẽ biết là mình đang yếu ở đâu. Thì trong cái quãng thời gian này, bạn Tiến đúng không, bạn Minh Tiến có thể là tập trung thời gian nghe Chokai, có thể là bạn sử dụng các bài giảng ở trên app này, có thể Dũng và cô Thanh giải thích và có phần script rất là rõ ràng nhá. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái chỗ hoặc là những cái mục tìm kiếm ấy mà các bạn có thể rèn luyện Chokai, ví dụ như các bạn tìm trên YouTube thôi cũng được này, hoặc là mình nghe nhạc Nhật, mình xem anime vân vân, rất là nhiều cơ hội. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy để đọc GPT mình không thích lắm hoặc nó hơi dài, thì các bạn có thể đọc những cái manga thì cũng được, hoặc là đọc những cái câu chuyện mà bản thân mình cảm thấy có hứng thú trước đã. Còn sau đó là mọi người có thể luyện tập bằng cách học đọc kai của GPT. Sensei ơi, làm thế nào để nhận được quà của trung tâm vậy ạ? Ok, mọi người chờ mình một chút nhé. Mình sẽ phổ biến cho mọi người về cách nhận quà của trung tâm Dũng Modi nha. Hãy, mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Là tất cả các bạn tham gia kỳ thi GPT mà mọi người có điểm số thì hãy báo về cho trung tâm nha. Và tất cả mọi người đều sẽ được nhận quà, cụ thể là voucher hoặc là tiền nóng nha, được thưởng tiền luôn mọi người nha. Và cách thức để mọi người có thể nhận được phần thưởng này thì mọi người có thể theo dõi chi tiết ở trên fanpage của Dũng Modi. Chúng mình đã đăng lên vào 16 giờ trước rồi. Ngoài ra mình có thể phổ biến luôn ở đây cho các bạn đang xem live có thể là cập nhật luôn nhá. Đó là thời gian báo điểm là từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 1 tháng 9. À, mình để ở đây không biết mọi người có nhìn thấy không, hoặc là mọi người có thể mở trực tiếp trên fanpage của Dũng Modi nhé. Đó, mọi người học trung tâm Dũng Modi là ai đều có app hoặc là có web rồi đúng không? Thì mọi người báo điểm trên cái phần vinh danh đó và điền một số thông tin cá nhân, ví dụ như điểm số, họ tên hoặc là tài khoản ngân hàng mọi người muốn nhận thưởng này. Đó, thì trung tâm sẽ cập nhật và thông báo kết quả cũng như là gửi thưởng đến cho mọi người nha. Mình sẽ nói qua một chút về cái định hướng sau khi mọi người biết điểm nhé. Với các bạn mà đã đỗ được rồi và đặc biệt là điểm cao, chắc hẳn là mọi người rất là vui mừng đúng không? Và mình cũng xin được chúc mừng tất cả mọi người một lần nữa vì đã nhận được cái kết quả, cái thành quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân mình. Ngoài ra những bạn nào trượt thì mọi người cũng đừng buồn nhé. Mọi người có thể có những cái phương án sau thi như sau, mình sẽ đưa ra gợi ý và mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Ví dụ như các bạn mà chưa cần quan trọng đến bằng cấp mà mọi người muốn trau dồi với Kaiwa trước. Kaiwa thì nó rất là tiện lợi đúng không? Các bạn có thể là sử dụng khi mình đi mua sắm, mình sinh sống ở bên Nhật, hoặc là các bạn sử dụng trong công việc thì các bạn có thể tham khảo các khóa học Kaiwa 11, 13 hoặc là các khóa học Kaiwa cùng với chính người bản ngữ, và hình như trong đó cũng có thầy Umeda dạy một số lớp Kaiwa đúng không ạ? Hiện tại là dạy offline ạ. Offline đó thì các bạn có thể học offline hoặc học online các khóa Kaiwa sơ cấp, trung cấp của Dũng Modi luôn nha. Còn ngoài ra các bạn nào mà có nguyện vọng là mình sẽ có thể lấy được bằng GPT cấp độ cao hơn hoặc là điểm cao hơn so với cái số điểm mà mình vừa lấy được ở tháng 7 này thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo hai khóa sau đây. Khóa thứ nhất mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là khóa cấp tốc ạ. Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta mới biết điểm cho nên nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu các khóa học đúng không? Thì mọi người có thể tham khảo khóa học cấp tốc của Dũng Modi nhé, với lộ trình là 30 đến 33 buổi tùy cấp độ. Tức là tính ra thì mọi người sẽ học trong vòng sắp hết tháng 8 rồi đúng không? Mình tạm thời bỏ qua nhé. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 trong vỏn vẹn có 3 tháng như vậy thôi. Nhưng trung tâm sẽ vẫn đảm bảo là có thể truyền tải đầy đủ các kiến thức để giúp các bạn đi thi cái kỳ thi mà mọi người mong muốn. Và trong 33 buổi này thì mình sẽ học cái gì? Thứ nhất đó là mọi người sẽ được ôn tập
cái kiến thức nền của chặng trước này để mình lấy gốc trước, sau đó là mình sẽ học với các kiến thức của cấp độ tiếp theo. Cấp độ thì đầy đủ từ N5 đến N2 luôn nhé. Thời gian học là từ 19 giờ đến 21 giờ của Việt Nam. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn tối 24/6 hoặc là tối 3/5/7 đều được, tùy thuộc vào cái quỹ thời gian rảnh của mọi người. Tiếp theo, một thông tin quan trọng nữa là mọi người nếu mà xác định là mình muốn tham gia lớp cấp tốc này và muốn đạt cái chứng chỉ trong kỳ thi GLVT tháng 12 sắp tới thì mọi người phải đăng ký thật là nhanh lên nhé. Ở đây thì trung tâm có để cho mọi người một ưu đãi, đó là các bạn đăng ký trước ngày mùng 5 tháng 9 thì đều sẽ được tặng rất là nhiều quà, trong đó là miễn phí bộ tài liệu đề thi GLVT các năm khác này, khóa học online ở trên app nha, đăng ký được tặng luôn khóa học ạ, với thời hạn là 3 tháng. Tiếp theo là tất cả giá trị của giải thưởng đấy lên tới 1.500.000 đồng luôn đấy mọi người. Mọi người ơi, nhớ lịch đăng ký mọi người nhé. Các bạn ở Việt Nam này thì hạn cuối cùng là 30 tháng 8 mà chúng ta đã hết hạn rồi, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Tuy nhiên, các bạn mà đăng ký N1, N2 thì bị giới hạn trong 2.600 bộ hồ sơ. Vì vậy là ngay ngày hôm nay mình khuyên thật là mọi người nên đăng ký luôn để tránh trường hợp là mình bị hết hạn hồ sơ ấy mọi người. Ở đây mình cũng có một cái bộ hồ sơ rồi thì mọi người nhớ nhanh tay đi mua và điền form nhé mọi người nhé. Điền form để mình có thể chắc suất đi thi tháng 12 sắp tới. Còn các bạn ở bên Nhật thì tính thời gian là từ ngày hôm qua đúng không? À 22 tháng 8 đến 12 tháng 9 nha. 12 tháng 9. Chúng ta sẽ còn khoảng hơn nửa tháng nữa thì các bạn cũng sẽ nhanh chóng đăng ký tài khoản MyGLBT này cũng như là đi nộp tiền nhá. Mình đã có lên một video chi tiết cách đăng ký GLBT ở bên Nhật rồi, có cách đăng ký tài khoản MyGLBT này hay là cách đăng nhập tên rồi là mật khẩu vân vân, thì mình sẽ lát nữa sau khi kết thúc live mình sẽ gắn link ở bên dưới phần comment, các bạn có thể tham khảo link này mọi người nhé. À, mình xin nói qua một chút xíu về dự án livestream sắp tới của Dũng Modi. Thì trong tháng 9 sắp tới đây thì mình sẽ tiếp tục hai phần livestream, đó chính là phần đọc báo Nhật của cô Thanh vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần và phần học từ vựng thực tế mọi người nhé vào thứ 2, 4, 6. Ngoài ra thì như kỳ thi tháng 7 lần trước thì 2 tháng trước thi gọi là 8 tuần, tháng 10 và tháng 11 thì Dũng Modi sẽ livestream hàng ngày để tiếp sức mùa thi cho các bạn đầy đủ tất cả các cấp độ, các kỹ năng và củng cố kiến thức nền để các bạn hoàn toàn có thể tự tin khi đi thi thật mọi người nhé. Sách Gungun N3 bao nhiêu ạ? Gungun N3 quyển này đúng không ạ? N3 thì mình sẽ có hai quyển nhá, đó là về chữ Hán và luyện đề chuyên sâu, không biết bạn hỏi quyển nào. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể mua sách ở hai đầu Việt Nhật đều có nhá, đang sẵn kho rồi. Và mọi người có thể là inbox cho fanpage để được hướng dẫn cách mua cũng như là nhận ưu đãi kèm theo nhá. Đây là sách của N3. Không biết mọi người có ai đang sở hữu hai quyển này không ạ? N3. Ngoài ra có rất là nhiều đầu sách khác, đầy đủ từ N5, N4 này, N3, N2, N1 và sách Kaiwa nữa. Đó, mọi người có thể tham khảo và mua về học trong giai đoạn này nhé, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới luôn ạ. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ kết thúc live ở đây nhé. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong một kỳ thi đầy gian nan GLVT tháng 7 vừa rồi đúng không? Chúc mừng các bạn đã đỗ kỳ thi vừa rồi. Còn các bạn trượt hoặc là những bạn chưa đi thi thì mọi người yên tâm nhé, chúng ta sẽ cố gắng hơn trong chặng đường tiếp theo. Tháng 12 này mình sẽ đạt được số điểm cao hơn và gặt hái được nhiều thành quả hơn. Và mong là Dũng Modi vẫn có cơ hội để được đồng hành cùng các bạn trong chặng đường sắp tới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Arigatou gozaimashita. Mitekurete arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. Arigatou gozaimashita. Bye bye.